bụp phát ở đây đúng không? Bụp phát ở đây thế nào đứt cái dây chằng này. Xong rồi cái chỗ này này nó đập bụp phát ở đây. Đây là cái xương sên này này. Bẻ ra này nó đập bụp phát ở đây. Thế nào nó dập luôn cái xương sên này. Cái dây chằng cổ chân này này. Thì cái tỷ lệ là phải mổ thì rất là thấp thôi, bởi vì chúng ta đứt thì ai chả đứt, mà thân anh cũng đứt hết. Thì ngã thì lật thì nó đứt thôi, có gì đâu. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Em đá bóng, xong em bị lật, mà em nghe nó dạo dạo ở đây. Cái chân này của em trong vòng năm qua em bị lật 3 lần. Lật 3 lần rồi. Cái lần trước nó cũng khỏi, em thấy khỏi ổn rồi thì đi ra sân chơi em đá bóng mà. Thế là em đỡ bị lệch, nó bị sưng to lên, em cũng trườn đá. Ngày nào em cũng trườn nhiều, còn đi nó chân nó cứ bị lỏng á. Cảm giác nó vẫn kiểu bị đau, co bị đau. Là nó đau. Lỏng thì đương nhiên là sẽ lỏng thôi, nhưng mà đau thì nó vẫn còn đau. Từ hôm em bị lật đến bây giờ được bao nhiêu lâu rồi? Phải rơi khoảng 2 tháng. Ôi, được 2 tháng rồi. Gần 2 tháng. Ví dụ như hồi đầu nó đau 10 phần thì hôm nay còn mấy phần? Bây giờ thì bình thường thì nó không đau, nhưng mà những lúc mà em muốn gọi là cử động hay là khởi động để mạnh một chút ấy, thì sẽ cảm thấy nó bị hơi bị căng. Thứ hai nữa là nó không được thật chân cho lắm. Tức là khi em lật cổ chân được 2 tháng rồi, nó bắt đầu thì nó sưng như quả xoài đây. Thì bây giờ qua cái quá trình em trường đá, trường điếc các thứ rồi thì uống thuốc vào thì nó cũng đỡ được một phần rồi. Nhưng bây giờ cảm thấy cái cổ chân là rất là lỏng, và lúc mình hoạt động các thứ thì nó khó khăn luôn. Và thậm chí nó còn hơi đau ở cái mặt áo ngoài này. Và bây giờ em mong muốn của em là nè. Em xem là có cách nào để hồi phục hay là xem tình trạng chân của em đang bị như thế nào. Xem trước mắt là xem tình trạng nó đang như thế nào để em xem. Có biết đường mà tính tiếp luôn. Đây, chân em bây giờ nó cứ lỏng, nó cứ lắc như này là nó đây để nghiêng này là đau. Đây để nghiêng là xong xong rồi. Lỏng lắm. Vâng. Quẹt đây. Đứt hết cái dây chằng sen mắc trước với mắc gót rồi. Bị đứt rồi. Đứt rồi. Thì nó đứt là chuyện bình thường mà em. Vâng. Đau rồi, đau đây này. Vâng. Đau đây này. Vâng. Đau đây nữa này. Đúng rồi. Đây đúng không? Vâng. Đấy, đau thế. Đây đau không? Đây không. Đấy, bên dưới, bắt đầu dưới là đau. Đây đau. Đau. Cái gân này luôn, đây đau. Bên trên thì không, ở bên dưới nó cái đau. Đấy đau. Đấy đau. Đây đau. Đó có. Đây đau. Có. Đây đau. Có. Chỗ này đau sưng phù đây này, chả đau nhá. Vâng. Đây đau không? Có. Đau cả đây nữa. Vâng. Nhiều luôn. Hôm đấy ra thấy nghe bị dạo không ổn. Là biết là có chuyện này đâu. Vâng. Cũng đau luôn. Vâng. Đấy. Lật ngoài mà đau trong mới là phiền ý. Nói chung cái cổ chân này của em là nặng đấy nhá. Thì đau không? Đau. Đau sâu bên trong. Vâng. Đau tít sâu bên trong khớp này. Dạ vâng. Cái cổ chân này của em ấy, qua là anh kiểm tra đấy. Thì thứ nhất là gì? Là cái dây chằng sên mắc trước này này. Vâng. Nó đứt. Anh nghĩ là nó đứt gần hết rồi. Vâng. Cái thứ hai là cái dây chằng mắc gót này này, nó cũng đứt đi. Vâng. Cái thứ ba là cái gân mắc ngắn mắc dài này này, là nó tổn thương khi bửa ra cái là nó rách cái gân mắc ngắn mắc dài này. Nhưng cái nguy hiểm nhất của mình ở đây là gì? Khả năng cao là mình đã bị dập cái xương sên bên trong. Đấy mới là phiền, cho nên là 2 tháng rồi ấy mà em cảm thấy nó vẫn khó chịu nhiều như thế. Còn nếu mà mức độ ở vừa phải thì đâu đó nó sẽ ổn trước 6 tuần. Dạ. Mà nó nhẹ hơn nữa thì nó ổn định trước 3 tuần. Như cái cổ chân của em nhá, thì đây khi em lật một phát này, đây là cái xương bên ngoài này thì có ba cái nhóm dây chằng chính. Thứ nhất là cái dây chằng sên mắc trước này, dây chằng mắc gót này và dây chằng sên mắc sau. Cái bữa phát nó đứt hai dây chằng này luôn này. Bên cạnh đó thì đây nó có cái gân mắc ngắn mắc dài này ở trên này. Cái bữa ra nó làm giãn dạ. Tổn thương cả cái gân mắc ngắn mắc dài này luôn. Em của em là còn bị cả cái gọng thể mát này nữa. Khi bữa ra phát đây là cái xương mát này xương chày nó kết nối với nhau bởi cái dây chằng này, bữa ra phát nó tách ra. Đây là cái cổ chân của mình nhìn từ phía sau nhá. Vâng. Đây là cái mắt cá ngoài này, đây là mắt cá trong này. Vâng. Xương chày đây nhá. Đây là cái gọng chảy mác ở đây nhá. Đây là cái dây chằng mác gót đây này. Khi mà đây nhá, em bị bửa ra nó bửa này. Bụp phát ra đây đúng không? Bụp phát ra đây thế nào đứt cái dây chằng này. Xong rồi cái chỗ này này nó đập bụp phát ra đây. Đây là cái xương sên này này. Bẻ ra này nó đập bụp phát ra đây. Thế nào nó dập luôn cái xương sên này. Vâng. Em chụp tổng từ chắc chắn là thì thấy cái tổn thương đấy. Và cái chân này thì luôn luôn là nó sẽ bị lỏng như vậy. Trừ khi là mình phẫu thuật mình tái tạo lại dây chằng thôi,
Còn nếu như mình không phẫu thuật để tái tạo lại ấy, thì nó vẫn cứ làm như thế. Và đến khi nào thích lật thì nó lật thôi. Còn cái việc lật cổ chân thì gần như ai chẳng bị lật. Tức là nếu như mà muốn cái tỷ lệ mà để mà muốn được cho nó tốt như cái này đấy của em ấy, thì bây giờ chưa có cái phim cộng từ, cho nên là những cái đánh giá nó cũng không được thực sự là chính xác. Nhưng mà để mà đứt cái dây chằng bên cái dây chằng cổ chân này này thì cái tỷ lệ là phải mổ thì rất là thấp thôi, bởi vì chúng ta đứt thì ai chả đứt, bản thân anh cũng đứt hết, thì ngã thì lật thì nó đứt thôi, có gì đâu, thì nó cũng chả vấn đề cả. Thì sau này mình tập cho tất cả gân cơ nó khỏe lên để cho nó hỗ trợ cho dây chằng này, hỗ trợ cho dây chằng thì vẫn ok thôi. Nhưng như là khi mình đi lại mình phải để ý, không là nó lật luôn. Thể thao mà không chơi nữa. Chơi thì vẫn chơi được chứ, cầu thủ đội tuyển quốc gia của mình đến 80% là đứt, có ông nào mổ đâu, thế ông nào chả bị lật rồi, mà lật là đứt chứ còn gì nữa. Thế thì vấn đề của mình là bây giờ nó phiền toái nhất là gì? Cái gọng trời mác này nó đau này. Đó. Cái gọng trời mác này nó đau này. Cái gân này nó mới lâu này, nó sưng hơi múc ở chỗ này này. Vâng, đúng rồi. Nó múc hẳn chỗ này lên này. Đấy. Thế sau đó từ liên quan đến cái xương sên. Thì mình đi chụp xem đánh giá cái xương sên nó có bị tổn thương nhiều hay không. Dạ vâng. Tùy mình thì mình sẽ có hướng. Một là mình điều trị bảo tồn bằng phương pháp vật lý trị liệu, rồi là mình tập cho nó gân cơ nó khỏe lên để nó hỗ trợ cho dây chằng này. Và mình tiêm huyết tương dầu tiểu cầu. Kể cả em mổ hay không mổ thì em vẫn cần phải làm cái đó. Kiểu gì em cần cái đấy thì em đi mới ngon được. Đấy, mình xác định ngay là mình cần phải làm những việc đấy. Cái tiêm đấy thì như thế nào thì... Chắc lên cái tiêm thôi. Huyết tương dầu tiểu cầu thì nó là gì? Huyết tương dầu tiểu cầu thì nó không phải là thuốc. Nó là cái máu của mình ấy, lấy ra tách chiết thành phần cần thiết trong tiêm vào đó. Nó tác dụng giảm đau chống viêm rồi tăng cường các tế bào lành mới, mạch máu nhân tạo mới cho nó. Và cái này nó cơ chế của nó giống như là cái khả năng mà tự làm lành vết thương của cơ thể ấy. Nhưng nó nhân cái khả năng tự làm lành lên nhiều phần. Còn cái của em chắc chắn là cần rồi, em có mổ hay không mổ em vẫn cần cái này. Vâng. Đó. Và gần như là nếu như em muốn cho cái cổ chân này nó hòa bình với mình càng nhiều ấy, thì mình sử dụng cái này càng nhiều. Và gần như là phải, nếu mà không muốn nói là suốt đời. Bởi vì tất cả cái sụn này, sụn khớp cổ chân này của mình ấy, cho dù mình cũng không làm sao đi chăng nữa thì nó vẫn hỏng theo năm tháng. Khi mình bị dập rồi nó hỏng nhanh hơn. Đi chụp. Đúng rồi, là em thấy luôn cái vấn đề của nó luôn.